Rồi, hôm nay chúng ta sang đề số 2. Hôm nay chúng ta sang đề số 2, câu 1. Đề bài yêu cầu tính giá trị của biểu thức. Vậy thì đầu tiên ta sẽ xác định bài toán. Ở cái bài này thì tác giả muốn kiểm tra xem các bạn biết cách chọn kiểu dữ liệu và ép kiểu dữ liệu phù hợp hay không đối với cái ngôn ngữ lập trình C cộng cộng. Với Pascal thì ta không cần phải ép kiểu dữ liệu. Đề bài cho cái gì thì ta có xác định input của bài toán là ta sẽ thực hiện là nhập A, B, C, D. Giới hạn khi đọc đây thì người ta cho nó là số nguyên nên ta nhận thấy rằng nó là kiểu dữ liệu INT. Trong Pascal thì ta chọn kiểu long in. Output của bài toán thì ta đưa cái giá trị T và S ra. Lưu ý thứ tự đưa ra như thế nào, nhập dữ liệu như nào, và bây giờ ta bắt đầu tính giá trị của biểu thức. Nhìn thấy kết quả của biểu thức này, ta biết ngay kết quả này dưới dạng số thực. Đấy, đỗ lấy ra có kết quả chính xác 3 chữ số thập phân nên biến S và biến P, biến T ta có thể chọn kiểu float hoặc là kiểu double. 2.0, 2.3. Rồi, ta kế tiếp. Ta có phần thứ hai là thuật toán. Ở thuật toán bài này thì chúng ta sẽ xử lý khá đơn giản với cái bài toán như trên. Bước 1 của bài toán thì ta sẽ thực hiện nhập dữ liệu. Ở bài này cho cái gì? Nhập ABC và D. Ở bước thứ hai, ta sẽ thực hiện tính giá trị của các biểu thức. Khi tính giá trị của biểu thức, ta nên thận trọng với các cái biểu thức trong quá trình tính toán. Bởi vì trông thì thế thôi, đa số các cao thủ đều hy sinh ở bài này. Đầu tiên thì ta có A nhân với A cộng với 1LL nhân với B nhân với B. Các bạn phía dưới các bạn cùng quan sát có ai quên chữ 1LL chỗ này không? Rồi, Ngọc Anh có chưa? Như trên câu 1 đề 1 đề 2 đã có 1LL chỗ B mũ 3 chưa? Nhân với C cộng với 1.0 nhân với D chia cho A cộng B. Có 1.0 chưa? Rồi, ok, như vậy ta có cái phần thứ nhất, đây gọi là ép tử số thành số thực. Bởi vì trong máy C cộng cộng thì khi số ta để như trên thì nó là số nguyên. Khánh ngồi ghế quay lại cho dễ xem. Kế tiếp. Rồi, kế tiếp ta khai báo S thì bằng T nhân với T. Rồi cộng với thằng là 1.0 nhân với nhân với thằng tử số A cộng với B bình. Chỗ này có ai thiếu không? Rồi, đa số khi phần viết các bạn sẽ thiếu ở phần này. Chia cho mẫu số. Phần này thì bởi vì bài nó là bài dễ nên cái của người ta đang cần quan tâm là bạn biết có để ý đến những cái chi tiết nhỏ hay không. Nếu không thì khi các bạn chấm chương trình nó toàn ra sai kết quả. Vậy thì ta đưa S và T ra. Đấy, khi ta gõ chữ đưa S và T ra thì ta phải lăn lên trên. Đề bài người ta yêu cầu đưa T và S ra. Do đó các bạn để ý cái thay đề đưa thằng nào ra trước, thằng nào ra sau. Bởi vì mình code trên giấy nó không chạy thử được. Đấy, nên biết đưa thằng nào ra nhá. Như vậy trên đây là ta đã dạy. Bây giờ ta cùng xem bài làm của một số các bạn đã nộp trên hệ thống cho bài toán MAT01. Để phía dưới ta xem có các bạn nào đã nộp. Ủa sao chưa ai nộp vậy ta? Đấy, chứng tỏ rằng là toàn bộ các bạn chưa tham gia và chưa làm. Lưu ý quên, không phải. Rồi, nhầm, đã thấy đây rồi, đã thấy có Trung nộp đây. Bạn double thằng này lên. Cái việc double của cả cái biểu thức này không có ý nghĩa gì cả. Bởi vì khi nó tính toán xong, nó chia xong rồi thì nó mới nhân với double thì bằng không. Như vậy giải thuật này L. Rồi, kế tiếp nữa ta xem Phương. Phương thì đẩy nó sang thành kiểu số thực. Hoàn toàn chấp nhận. Rồi ta xem
này à, quên bài này bài khác. Rồi xem ông Hiếu Đức đây. Quá. Rồi xem ông Nguyên đúng không? Ông Nguyên đây bài khác à? Rồi. Như vậy tới đây thì ta cũng có thể làm theo cách như trên. Đấy. Như vậy tới đây thầy trò mình đã giải quyết được cái bài toán đi thực hiện tính giá trị của một biểu thức, và ta nhận thấy rằng với cái biểu thức như trên thì cái hay nhất của chúng ta đó là ta chọn cái cách ép ra cho nó thật hợp lý. Bây giờ ta xóa thằng này đi. Vậy chỗ này có ai thắc mắc gì không? Vậy khi nha, nhiều khi mình ở bước 3 các bạn xeo thằng T và S ra, xong xeo nhân ngược lại S và T cũng là sai. Nha. Bởi vì ở cái bài toán này thì có, đây là công thức tính toán của biểu thức thì nó chỉ có công thức như trên là được. Nhưng mà nó lên ở 2 kiểu dữ liệu thì ta chọn là kiểu T và S thuộc kiểu double hoặc là float, các bạn chọn lấy một kiểu và tương ứng với kiểu real ở trong C cộng cộng trong Pascal A B C và D thì chọn kiểu login hoặc là kiểu int trong C cộng cộng. Rồi, như vậy tới đây ta đã giải quyết xong được cái bài số 1, bài tính giá trị của biểu thức của đề hệ số 2. Chúc các bạn thành công. Có, thư mời gì anh? Thư mời của